Xin chào cả nhà, hôm nay Thi mời cả nhà cùng ngắm vườn hoa cải vàng ở miền quê nước Đức nhé. Vào tháng 5, những bông hoa cải sẽ đua nhau nở rộ, tạo nên cánh đồng hoa rực rỡ trải dài bất tận, phủ vàng cả miền quê ngoại ô nước Đức. Ở Đức thì cải lên ngồng, đơm hoa, tạo hạt, người dân sẽ để hạt thật dài trên cây rồi mới thu hoạch, chủ yếu là để chế biến ra mù tạt, một loại gia vị nổi tiếng của Đức. Bởi thế, mù tạt chính hiệu Đức sẽ có hương vị đặc biệt, vừa thơm, cay cay, vừa man mát, đăng đắng y như hương thơm nhiều nhiệu của hoa cải.